Trai ham sắc, gái ham tài, chuyện quá bình thường. Các bạn thân mến, đã bao lần bạn nghe một anh chàng phàn nàn rằng tại sao phụ nữ lại luôn ham mấy thằng cha giàu có? Đã bao nhiêu lần bạn nghe hội chị em phàn nàn về việc cánh đàn ông tại sao lại cứ dán mắt vào mấy đứa vừa trắng vừa trẻ, dù nó có đứng ở rìa đường hay nó đứng ở trong quán bia? Chúng ta vốn dĩ biết điều này nhiều. Đàn ông và đàn bà, nhất là những người vừa trải qua một mối tình thất bại, bị bạn tình ruồng bỏ, họ mang cái mối hận này rất lớn mà không thể có câu trả lời thỏa đáng. Vì sao trai ham sắc mà gái lại ham tài? Rất nhiều anh chàng đau đớn than thở rằng tại sao người vợ lại có thể bỏ anh ta đi đến với một thằng cha giàu hơn, địa vị xã hội cao hơn, có tài hơn anh ta. Nhưng chính anh ta cũng quên mất rằng với đàn ông, nhan sắc và sự trẻ trung của phụ nữ mới là điều ưu tiên hàng đầu. Hãy cứ thật lòng với nhau đi. Có bao nhiêu đàn ông ngoài kia lại đến với một người phụ nữ đã đứng tuổi, phai nhạt? Nếu như anh ta có đủ khả năng để lựa chọn những cô gái khác, hãy nhìn những cô mỹ nữ này xem các anh có mê không? Đừng có dối lòng. Rất nhiều cô gái trẻ ngoài kia có quan niệm sai lầm rằng mình cứ phải phấn đấu cho sự nghiệp trước đi đã, không lấy chồng cũng được, sau này có thành công thì tuyển phi công trẻ cho đã đời. Nhưng mà các cô nàng này đang hơi nhầm lẫn. Bởi vì với đàn ông, khi đã có sự nghiệp và tìm kiếm một đối tác trẻ trung xinh đẹp là chuyện bình thường. Nhưng với phụ nữ thì không bao giờ. Cái khái niệm bình đẳng giới đang bị người ta thi nhau xuyên tạc một cách trắng trợn. Cùng nhìn lại bản chất của chu trình tiến hóa loài người, ở cả đàn ông và cả phụ nữ, chúng ta đều tìm kiếm một bạn tình tiềm năng nhất có thể. Cụ thể, ở đàn ông thì ngoại hình của người phụ nữ chính là ưu tiên hàng đầu. Không tự nhiên mà anh ta lại muốn một người phụ nữ có mái tóc dài và óng mượt, bởi vì điều này chứng minh sức khỏe cô ta đủ tốt. Cũng không phải tự nhiên mà anh ta lại muốn một cô gái phải có làn da mịn màng, không xỉn màu. Điều này cũng chứng tỏ sức khỏe cô ta tốt, không bị những căn bệnh nguy hiểm. Cô ta có một chế độ ăn uống hợp lý. Cô ta phải có một bộ lực đủ lớn để chứng tỏ khả năng tiết sữa tốt để nuôi con của anh ta. Và hơn hết, cô ta cần phải có một cặp mông lớn để chứng tỏ xương chậu đủ rộng. Trong quá khứ thì điều này cực kỳ quan trọng cho khả năng sinh nở của người phụ nữ. Ngày nay, mặc dù với sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật thì điều này không còn quá quan trọng nữa, nhưng về mặt bản chất sinh học thì nó vẫn là một thứ thu hút ánh nhìn của đàn ông. Họ không cưỡng nổi những người phụ nữ có mông to. Cặp mông lớn sẽ chứng tỏ đứa trẻ được sinh ra an toàn và luôn là một điểm hút mắt đối với đàn ông. Thế nhưng ngược lại, ở phía phụ nữ thì sao? Từ hàng ngàn đời nay, đàn bà nào cũng thế thôi. Khả năng chu cấp luôn là thứ khiến cho phụ nữ lưu tâm hàng đầu của người bạn tình. Một người đàn ông thông minh, thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội sẽ là tấm vé bảo đảm cho cô ta và những đứa trẻ sống tốt. Một sự thật không thể chối cãi rằng người phụ nữ không thể vừa nuôi đứa trẻ vừa ra ngoài kiếm đủ nguồn lực để cung cấp cho cả hai người bạn họ, bởi vì họ cần đàn ông. Ngày nay khi mà xã hội có những bước phát triển lớn hơn, họ có thể làm được điều này. Nhưng chỉ đến một thời hạn nhất định thôi, khi mà đứa trẻ đã có thể tự sống sót. Nhưng rõ ràng, nó sẽ thiếu đi hàng loạt những sự phúc lợi so với những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ. Nhiều loại động vật bốn chân sau khi sinh, con non có thể tự đứng lên và đi lại sau vòng vài giờ. Một số loài khác thì chúng sinh sản hàng loạt như rắn, rùa, cá. Đa số số con non sẽ chết, nhưng cuối cùng chúng vẫn bảo đảm được sự duy trì nòi giống. Loài người thì khác hoàn toàn với những loài động vật trên hành tinh này. Trước 5 tuổi, đứa trẻ không thể sống sót nếu như rời khỏi người chăm sóc. Loài người cũng cần đến sự chỉ bảo dạy dỗ của người lớn trong một giai đoạn thời gian rất dài cho đến lúc trưởng thành. Với phụ nữ thì nhu cầu tìm kiếm con đực có những phẩm chất trội nhất có thể là chuyện đương nhiên. Nó tương đương với việc đàn ông luôn muốn kiếm cho mình một người phụ nữ đẹp nhất, khỏe mạnh nhất, trẻ trung nhất để có khả năng sinh sản tốt nhất. Đây là bản chất của chu trình tiến hóa loài người. Đâu có phải tự dưng mà loài người ngày nay lại thông minh, lại đẹp đẽ hơn tổ tiên của chúng ta triệu năm về trước. Những gen xấu bị đào thải, những gen tốt được di truyền, đơn giản là như vậy. Đến đây thì các bạn đừng có ngửa cổ lên trời mà van vỉ mà khóc lóc nữa. Đây là bản chất tự nhiên của loài người. Thằng đàn ông nào than đàn bà hám của, đào mỏ, mê tiền thì cũng ngốc nghếch tương đương với chuyện đàn bà cứ than thở rằng chồng mình làm sao cứ ham cổ lạ, cứ mê cái đẹp, cứ trâu già khoái cỏ non. Đây là một sự thực đau đớn nhưng chúng ta phải chấp nhận. Đàn ông với phụ nữ, tốt nhất là chúng ta nên chấp nhận quy luật của tự nhiên, vận động để thích nghi với nó, chứ đừng than vãn một cách ngu ngốc và bất lực.
việc một anh già thành công trong sự nghiệp hẹn hò với một cô nàng 20 tuổi nóng bỏng là chuyện hoàn toàn bình thường. Mấy cái đứa đang xì xào bàn tán về họ là những đứa cơ bản là thất bại và không đạt đến như vậy. Hãy nhìn đi, những em chân dài ở show diễn Victoria's Secret sẽ thấy nó đang hẹn hò với mấy thằng cha bụng bự, lùn, lấm lông, xấu xí nhưng mà lại giàu kếch sủ. Những ông trùm tài phiệt lấy những cô vợ chỉ trẻ tuổi bằng cháu gái mình, hót hòn hòt, chân dài đến nách, dù cho cô ta có hơi ngu một tí, cỡ IQ khoảng tầm 75 chẳng hạn. Bạn nghĩ rằng bạn có đủ thông minh hơn những cô gái này hay không? Chúng tôi không phủ nhận sẽ có nhiều trường hợp khác trong cuộc sống, nhưng nhìn chung đây là một câu nói thể hiện phần đa số trong xã hội, và chúng ta tốt nhất cũng nên chấp nhận sự thật này trong vui vẻ với cuộc đời. Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ mà chúng tôi tổng hợp được. Trai ham sắc, gái ham tài, đây là một điều đương nhiên và tốt nhất là chúng ta nên chấp nhận nó. Chấp nhận để biết rằng bản thân mình đang còn thiếu ở đâu, người bạn đời, bạn tình của mình mong muốn điều gì để chúng ta có thể hoàn thiện bản thân hơn, để giúp nhau có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chứ không phải than trời trách đất rằng sao anh ấy lại đi cặp kè với cô ta, hay sao cô ta lại bỏ tôi đi theo lão ấy. Và ngay sau đây chúng tôi xin phép được gửi đến các bạn lời tâm sự của người đàn ông U40 có tựa đề Khó cưỡng được sự lẳng lơ, tôi đã ngoại tình, để cùng xem liệu có phải đàn ông nào cũng háo sắc hay không. Tôi là Quân, 38 tuổi, làm công nhân điện tại Hà Nội. Trước đây tôi đã từng rất có lỗi với vợ, đó là đã chót ngoại tình với người đàn bà có chồng. Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên vắng nhà, trừ những ngày nghỉ. Tôi đã gặp Xuân trong một lần đến sửa điện giúp nhà em. Em là một người phụ nữ dễ gần, nhưng hình như có phần hơi lẳng lơ. Ngay hôm đầu chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất thân mật. Kết thúc buổi hôm đó là những câu hứa hẹn, kiểu như khi nào rảnh thì gặp lại anh sau nhé. Một thằng đàn ông như tôi đã không thể từ chối cái lời mời gọi ấy. Sự tò mò nào đấy đã đẩy tôi đến gặp em một lần nữa. Chúng tôi hẹn nhau tại quán cà phê. Qua lời kể của em, tôi biết chồng em đang làm việc ở nước ngoài, lâu rồi không trở về nhà. Con lớn đang đi học trong Sài Gòn, còn đứa nhỏ phần lớn gửi bên nhà ông bà ngoại do công việc của em rất bận, không có thời gian chăm sóc con cái. Sau lần ấy chúng tôi thường xuyên gọi điện liên lạc và thỉnh thoảng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nào đó. Tất nhiên về phần vợ, tôi phải nói dối là đi công việc. Cô ấy vốn dĩ rất tin tưởng tôi nên không hề có một chút xíu nghi ngờ gì, cứ đơn giản hẹn hò đi cà phê như thế. Cho đến một ngày Xuân nhắn tin nói muốn tôi đến nhà cô ấy nhờ chút việc. Tôi vẫn nhớ như in hôm đấy là vào ngày thứ bảy, khi tôi đang chuẩn bị đưa vợ đi mua sắm một chút đồ. Nhận được tin nhắn, tôi mừng, nghi và lập tức nói dối vợ để phi thẳng đến nhà cô ấy. Tôi rất hiếm khi làm việc vào ngày, trừ là khi người thân nhờ vả. Cửa được mở sẵn, tôi chỉ việc đẩy nhẹ và bước vào. Em đang nằm dài trên ghế và nghe nhạc với bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng manh đầy kêu gọi. Cả tôi và em đều không quá khó để hiểu rằng mình sẽ làm gì, và cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Giây phút hạnh phúc của mối tình vụn trộm tưởng chừng như không gì có thể ngăn nó dừng lại trong lúc ấy. Thế nhưng đúng vào cái giây phút tưởng chừng như thần tiên đó thì vợ tôi đột ngột xô cửa vào. Trước mặt hai kẻ ăn vụng là khuôn mặt thất vọng, đôi mắt đã ngấn ngấn nước của vợ. Cô ấy đứng trước chúng tôi, hai thân hình không mảnh vải che thân và khuôn mặt đầy sợ hãi. Trong tôi mọi cảm xúc hạnh phúc ban nãy đều đã mất hết, thay vào đó là nỗi dằn vặt lương tâm và sự sợ hãi không biết vợ sẽ làm gì. Dường như tất cả chúng tôi đều đoán biết được chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra ngay sau đó. Vợ tôi, cô ấy lao vào người đàn bà đang lấp sau chồng mình và tát cho cô ấy một cái tát như trời giáng, rồi mang theo những giọt nước mắt đau khổ để ra về. Ngỡ ngàng suy nghĩ không hiểu tại sao vợ lại biết được chuyện thời sự lúc ấy. Và tôi đã nhận được câu trả lời rằng em đã đọc được tin nhắn trước của anh khi mà anh xem nó. Bởi vì tôi dùng điện thoại iPhone 2G, cô ấy đã đoán biết được có điều gì đó không ổn. Và kết cục thì cô ấy nhận được câu trả lời rằng nó quá tồi tệ hơn mức cô ấy nghĩ. Tôi đã ân hận và cũng tự trách mình rất nhiều. Tôi sợ vợ tôi không tha thứ, nhưng ngược lại cô ấy lại nhận lỗi về mình. Cô ấy nói mình chưa phải là người vợ tốt nên người chồng như tôi mới không cần cô ấy nữa. Cô ấy rất thành khẩn xin lỗi, chỉ mong rằng cô ấy có thể tha thứ và quên đi hành động tội lỗi cho chồng mình.
Sau đó tôi và vợ đã làm hòa từ từ, và ngày càng tôi thấy trân trọng và yêu thương vợ mình hơn. Tôi đã thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt, để xứng đáng với những gì vợ đã dành cho mình. Tôi hy vọng những ai đã hoặc đang phải chịu những đau khổ vì cảm giác bị người bạn đời của mình phản bội, xin hãy bao dung, tha thứ và chọn những cách giải quyết vẹn toàn nhất để có thể giữ vững được hạnh phúc cho gia đình mình. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn những lời chia sẻ về chủ đề đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Trai ham sắc, gái ham tài vốn là một điều đương nhiên và một điều gần như nó thuộc về bản năng của tất cả chúng ta khi chống sống xã hội nào cũng vậy thôi. Hy vọng rằng với việc hiểu được về nguyên lý này thì chúng ta có thể vận hành cuộc sống của mình một cách đơn giản, một cách nhẹ nhàng, bớt áp lực hơn, bớt những sự căng thẳng về việc cứ chấp nhận chồng mình, vợ mình. Và với những lời chia sẻ, câu chuyện tâm sự của người đàn ông U40, hy vọng rằng nó cũng là một trong những bản nhạc tôi nghĩ nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng êm ái và thấm thía để chúng ta có thể ý thức hơn về hạnh phúc gia đình mình. Tôi biết rằng tha thứ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng nếu như còn có thể làm được thì mong rằng tất cả chúng ta đều có thể bỏ qua được những lỗi lầm cho nhau. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.